đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp hải phòng.com. Như các bạn thấy thì xe đạp thể thao thì hầu như là dành cho nam giới và đàn ông, thế nên là các cái cô, các bác, các chị nữ giới thì rất là khó chọn lựa cho mình một chiếc xe thể thao mà phù hợp với chiều cao khiêm tốn của mình, hoặc là các cái quý vị mà là đàn ông nhưng mà cũng có chiều cao khiêm tốn từ 1m65, 1m62 đổ xuống 1m55, thì trong cái video này mình sẽ cùng quý vị các bạn trải nghiệm đánh giá một cái chiếc xe mà thương hiệu rất là nổi tiếng, thuộc vào cái hàng tốt nhất của Nhật Bản, đó là thương hiệu Bridgestone. Thì thương hiệu Bridgestone này thì là một cái thương hiệu hay ở Việt Nam thường gọi dân dã là Bentone ấy. Thì một cái thương hiệu mà cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản rồi. Và đây là một cái model xe thuộc cái dòng sản của cái hãng này. Dòng sản phẩm của cái hãng này thì đó là cái dòng xe là XFC. Thì các bạn có thể lên Google, các bạn tra với từ khóa là Bridgestone XFC. Đó. Thì nó sẽ ra cái model xe như vậy. Xe này thì tại sao mình nói là nó cho các cái những cái người mà có chiều cao khiêm tốn để đi, tại vì như các bạn đã xem những cái video tính hướng dẫn tính size xe đạp thể thao của mình, thì nếu các bạn nào chưa xem thì hãy tìm trong kênh của mình xem lại là size xe đạp thể thao tính từ cái tâm của cái trục đạp này và đến khóa yên. Như các bạn thấy thì cái size của con này rất là thấp, nó rất là phù hợp cho những người mà có chiều cao khiêm tốn từ 1m6 trở xuống đấy, thì sẽ đi được chiếc xe này. Mặc dù là cái bánh của nó rất là to, là bánh cỡ 700, là bánh của xe touring bình thường, nhưng mà cái size của này rất là thấp nên là phù hợp. Đấy. Thì xe thì có cấu tạo của khung bằng nhôm. Đấy. Và ở khung thì có một cái chiếc tem là BHA. Đấy. Theo mình đánh giá thì cái những cái chiếc xe mà có cái tem này thì cực tốt. Bởi vì cái chất lượng đã được kiểm định bởi hãng Bridgestone rồi. Đấy, ngoài ra trên khung thì có những cái tem mác. Xe thì được trang bị đùi 3 tầng 7 lít, bộ chuyển động Shimano Tourlay. Đùi đĩa Shimano. Đấy, rất là thông dụng. Chiếc xe này thì có giá khoảng gần 5 triệu đồng thôi các bạn. Quý vị mà muốn biết giá chính xác thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại và qua nhắn tin qua Zalo để biết giá chính xác, cùng với những cái phụ kiện, phụ tùng và chính sách bảo dưỡng, bảo hành được hưởng kèm khi mà mua xe tại xe đạp hải phòng.com của chúng tôi. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, hãy ấn đăng ký kênh và ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video mới. Xin chào các bạn xem video, hẹn gặp lại các bạn những video sau.